Hello, hello cả nhà. Và hôm nay Holly Shop mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm mà gọi là mình đã kinh doanh sản phẩm này tầm được 2 năm và có rất nhiều khách hàng đã mua sản phẩm này. Và đây là một trong những cái sản phẩm chạy chính và chủ yếu của shop mình luôn. Đó là sản phẩm bột ngũ cốc Navan. Còn có cái tên đầy đủ luôn là ngũ cốc Navan. Ngũ cốc gia truyền Navan nha các bạn. Thì các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng sẽ biết về các sản phẩm của công ty Navanaric. Thì đây là một trong những cái sản phẩm chủ chốt, gọi là sản phẩm phễu của công ty luôn. Thì lý do tại sao mình lại giới thiệu cái bộ sản phẩm này, cái sản phẩm ngũ cốc Navan này cho các bạn nào đang sử dụng skincare. Và đây là lý do. Đơn giản, cái bộ ngũ cốc này là một trong những cái sản phẩm mà gọi là nó nhiều chức năng, nó đa chức năng nhất mà mình biết. Và mình đã sử dụng nó được tầm 2 năm rồi, khá là ok luôn. Thì cái công năng có liên quan tới skincare của em này, đó là khi các bạn sử dụng bột ngũ cốc, đây là mình đã múc ra sẵn 2 muỗng, các bạn xem ha, bột ngũ cốc Navan của mình rất là nhuyễn mịn. Đơn giản chỉ là 7 loại đậu đó, 7 loại đậu, rồi người ta rang lên và người ta xay ra nhuyễn thành bột thôi, rất là mịn luôn. Thì các bạn lấy tầm 2 muỗng như thế này, các bạn pha với sữa tươi không đường nha mọi người. Pha với một chút sữa tươi không đường, các bạn sẽ có được một cái hỗn hợp mask, mặt nạ, đắp mặt cực kỳ ok, cực kỳ mịn, cực kỳ làm sao nhỉ? Nói chung là nó mịn lắm và nó bật tông da luôn á các bạn. Nó gọi là một cái loại mask làm trắng da và làm mịn da nhất mà mình biết. Và đối với những bạn nào đang thuộc dạng da dầu, các bạn nên sử dụng các loại mask như thế này. Loại mask bằng ngũ cốc hoặc loại mask bằng tinh bột nghệ. Tại vì khi mà sử dụng các loại mask như thế này, khi mask nó khô, nó sẽ rút hết những cái nhờn ở trong da mình ra và làm cho cái da của mình bớt mụn hẳn luôn, nhất là những bạn da nhờn nha. Hãy sử dụng ngũ cốc hoặc tinh bột nghệ, các bạn pha chung với sữa tươi không đường, thì nó sẽ quánh lại và mình sử dụng lên trên da mặt mình cực kỳ mạnh, cực kỳ hiệu quả luôn, hiệu quả nhất trong những cái loại mask mà Hailey đã sử dụng. Còn cái công năng mà chính của ngũ cốc Navan này đơn giản là dùng để tăng cân nha mọi người. Bạn nào mà đang gặp tình trạng là mình thiếu cân, mình ăn hoài không mập, thì các bạn nên mua ngũ cốc Navan và các bạn uống mỗi ngày 3 ly sau bữa ăn. Tức nghĩa là khi mà các bạn muốn uống với chế độ tăng cân, các bạn nên sử dụng 3 ly sau bữa ăn nha. Rồi, còn về chế độ chính của em này, thường thường thì với công ty Navan bán cái sản phẩm này là cho các mẹ bỉm sữa, những bạn nào gọi là mới vừa sinh em bé và bị tắc tuyến sữa đó, gọi là bị ít sữa, thì các bạn sử dụng bột ngũ cốc này, các bạn uống cực kỳ nhanh kích sữa cho bé luôn và gọi là sữa về rất là nhiều. Cho nên là đa số thì sản phẩm này mình bán cho mẹ bỉm sữa khá là nhiều luôn. Bạn nào đang có người thân là vừa mới sinh em bé mà bị thiếu sữa thì nên chọn ưu tiên luôn nha các bạn. Chọn ưu tiên luôn cho ngũ cốc Navan. Đừng mua bất cứ một cái loại ngũ cốc khác nếu nó có đường. Tại vì đơn giản ngũ cốc Navan là thuần gia truyền. Gọi là handmade đó các bạn. Tức nghĩa là công đoạn là sấy, tự sấy nè. Đơn giản chỉ là bột thôi. Bột của 7 loại đậu sấy rang lên thôi, không hề có một chút xíu đường nào ở trong đây hết, không hề có đường. Và khi các bạn pha, các bạn phải pha với một chút sữa đặc, sữa ông thọ hoặc là sữa ngôi sao phương Nam đó, các bạn pha với sữa đặc, các bạn pha nóng, hoặc các bạn nào mà muốn uống tăng cân mà cho ngon ha, các bạn đặt đá uống như trà sữa. Mình khẳng định luôn là nó ngon cực kỳ, ngon như trà sữa nha mọi người, cực kỳ ngon luôn, ngon hơn cả trà sữa luôn, mà nó bổ hơn cả trà sữa nữa. Các bạn uống cái này thì nó đỡ, gọi là đỡ tốn tiền đi ra ngoài tiệm mua trà sữa uống. Và nói chung là về cái mình nói về tăng cân ha, thì khi mà các bạn sử dụng một bịch này, các bạn có thể tăng được tầm 3 kg. Tức nghĩa là mỗi ngày cứ 3 ly sau bữa ăn như thế là sẽ tăng là 3 kg, và các bạn sẽ uống với chế độ là bỏ đường hoặc là bỏ sữa nha, đối với bạn nào mà bị ốm quá. Còn những bạn nào mà muốn uống để giảm cân thì mình thông báo trước là rất là dễ luôn, chỉ cần là các bạn uống không có bỏ đường và các bạn uống trước bữa ăn, tức nghĩa là các bạn sử dụng ngũ cốc để các bạn làm cho mình no trước khi ăn,
là các bạn sẽ ăn ít. Và một điều rất là vui cho các bạn nữ nào mà có thân hình gọi là ngực lép á, thì các bạn uống cái ngũ cốc này một thời gian là vòng 1 sẽ săn chắc, đó, tăng kích thước vòng 1 luôn. Tại vì những bạn nào mà đã sử dụng qua các loại ngũ cốc mà đậu á thì sẽ biết trong đậu nó có cái chất làm cho kích thích vòng 1. Đó, nó làm săn chắc vòng 1 nha. Rồi, mình sẽ nói thêm về một trong những cái công dụng mà mình đã sử dụng và tâm đắc nhất, đó là nó làm cho gọi là bổ cho các bạn mà mang bầu á không uống được sữa bầu. Thì các bạn có thể uống cái này. Uống cái này thay cho sữa bầu. Nó rất là bổ luôn, nó tốt cho em bé, gọi là đa số là chất dinh dưỡng nó sẽ vào mẹ hết. Ý, sẽ vào con hết chứ, mình nhầm. Cái chất dinh dưỡng nó sẽ vào con hết. Đó, mẹ sẽ không bị tăng cân và đẹp da, tươi da. Thêm một công dụng chính nữa là bổ trợ cho sức khỏe, tức nghĩa là những người già các bạn, những người già yếu và đang bệnh á, gọi là cơ thể mệt mỏi, thì khi mà uống ngũ cốc này, thứ nhất là nó rất là tỉnh táo, nó làm cho mình tỉnh táo cực kỳ đó, và gọi là tỉnh táo, và khi đi ngủ thì ngủ rất là ngon giấc. Dùng cho người già cực kỳ, làm cho người già cảm thấy tỉnh táo minh mẫn và tốt cho sức khỏe lắm, rất là bổ cho sức khỏe nha. Thì không phải là mình bán sản phẩm này mà mình khen đâu, tại vì mình là người sử dụng sản phẩm này tầm 2 năm rồi và người nhà của mình hầu như ai cũng xài hết á, cho nên là mình rất là tâm đắc về sản phẩm này. Lý do tại sao mình không đăng lên trên Facebook mình sớm, không đăng lên trên YouTube sớm, hoặc quay cận cảnh về sản phẩm này, đó là vì mình chưa có cơ hội, tại vì hàng cứ đi cứ về liên tục, và mỗi lần mà quay review về cái em này là mình phải pha ngũ cốc ra, nhưng mà lúc đó thì lại xài hết, cho nên là cứ như thế, cho nên là không có thời gian để quay về em ngũ cốc này. Với nó cũng không có phải thuộc cái hàng mà sản phẩm về da á, cho nên là mình không có review ở trên cái kênh Halyshop 247 nha mọi người. Nếu là bạn nào muốn đặt hàng sản phẩm này có thể liên hệ mình, liên hệ qua trang fanpage Halyshop 247 hoặc là trang Facebook riêng cá nhân của mình là Huỳnh Hali Thanh Trầm, với số điện thoại Zalo và Facebook luôn là 0363290063 nha mọi người. Rồi mình nói thêm về cái sản phẩm này luôn, đó là khi mà các bạn mua như thế này, giá sản phẩm là 245.000, một bịch là 800 gram nha mọi người, bịch to và nặng lắm, 800 gram bạn uống một tháng luôn. Và khi các bạn mua với giá sỉ là sỉ 5 sản phẩm thì mỗi túi sẽ được giảm 30.000 khi các bạn mua 5 sản phẩm như thế này. Rồi, bye bye mọi người, chúc mọi người năm mới 2020 thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Bye bye, bye bye mọi người.